Tại sao được với tôi từ trên trời rơi xuống? Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rồi bất ngờ một người lạ bỗng làm cha thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời, vì nhà mình là ở đây nơi sinh các con chẳng tài trời cao sẽ mãi lên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mang lạc. Thế rồi khi ta chung một nhà hiểu lầm thì xưa bỏ qua, ở đâu đó thế giới quanh ta hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tình cười hà ha mấy ở đêm chờ dù chẳng rời xa chắc con chúng ta. Thôi lâu ngày gặp lại bà thấy dễ thương, trời ơi xinh xắn phơi phới hẳn ra nha. Dạo này vợ chồng bà sao rồi? Thì tôi vẫn sống cuộc sống vợ chồng son, 2 tháng vẫn đi du lịch 1 lần. Tháng rồi nè đi du lịch châu Âu, rồi tuần rồi nè tôi cũng mới du lịch về đó, đi du lịch Hàn Quốc đó nha. Trời ơi sung sướng quá à. Còn bà thì sao? Đừng có nói với tôi á là vẫn sống cuộc sống ở nhà ôm con đó nha. Trời đâu có. Tuần sau vợ chồng tôi đi Bali nè. Wow, nhất bà đó nha. Chứ ủa? Sao? Mới tới chơi hả em? Dạ. Em nghe nói sắp tới anh dẫn Linh đi du lịch phải không? Nhớ dẫn Linh đi coi rồng komodo nha anh. Nghe nói bên đó bảo tàng sắp đóng cửa rồi đó. Hả? Rồng gì? À, 7 viên ngọc rồng hả? À, 7 viên ngọc rồng là chuyện thằng Winner nhà anh hay đọc nè. Em đọc truyện ha, để lên lấy cho đọc nha. Không, ý em nói là rồng komodo á anh, nổi tiếng lắm. À rồng đất cái gì, rồng đất komodo đúng không? Nhưng mà anh đi công tác mà có phải đi chơi đâu. Với anh đi với một anh ở trên công ty nữa, thời gian nó mà chơi bời vậy em. Thôi em ngồi chơi nha, anh lên làm việc tiếp đây. Dạ. Vui quá mà. Đây, ăn cơm nha, tới giờ cơm rồi. Trời ơi, thơm quá. Ăn cơm thôi. Bới cơm đi con. Ê, mời cả nhà ăn cơm. Nè. Đồ ăn ngon quá. Rồi, cảm ơn tụi con. Ai cho anh ăn? Em làm cái gì vậy? Không cho anh ăn. Tại sao? Nè. Gì đây? Hôm nay ăn cơm với nước mắm, ăn đi mấy đứa. Đùi gà nè. Trời ơi, món khoái khẩu của Winner nè. Con tin. Gì vậy? Ba tự hỏi lại bản thân ba coi hôm nay ba có làm gì sai với cô Linh không? Đúng rồi, anh tự hỏi lại bản thân mình đi. Winner. Dạ. Con mở cái bài nhạc gì mà đợt mẹ nghe đó, cái gì mà bài gì mà của đen dạ. Vô đó bài này chưa phết hả mẹ? Là cái bài đó phải nói về cái nội dung là có một cô gái ở thành thị thấy chán quá nên bỏ về miền quê sống đúng không? Đúng rồi, cuộc đời thảnh thơi nhẹ nhàng đúng không? Vậy là em đang có ý định muốn về quê đúng không? Nè anh nói luôn, nếu mà em về quê á thì em cứ để cho anh ở đây chăm sóc cho tụi nhỏ cho, không sao hết nha. Tôi nghe mà tôi tức á. Có điện thoại chờ anh chút. Ai muốn về quê? Muốn về quê hồi nào? Alo. Tôi Nguyên nghe đây. Ủa vậy hả? Cái gì tôi mới gửi rồi mà. Rồi để tôi lên tôi kiểm tra mail liền. Có gì tôi làm lại tôi gửi liền cho. Ăn cơm. Rồi chưa có kịp ăn cơm nữa nè. Chờ chút xíu đi nha. Rồi anh. Hai đứa nhìn cái gì? Ăn xong dọn đi. Hết muốn ăn rồi. Lên lầu thì gặp ổng, ra phòng khách. Bà đúng là không có tâm lý gì hết trơn. Chán. Trời ơi, phụ nữ đúng là khó hiểu. Muốn gì thì nói đại ra, cứ giữ trong lòng như thế, ai mà hiểu được. Ăn cơm đi, qua. Trời đất ơi, làm gì mà nhà toàn là rác không vậy nè. Ê, hai đứa làm gì vậy? Bỏ lại chỗ cũ cho mẹ. Bỏ ý lại chỗ cũ cho mẹ, nhanh lên nhanh lên. Nhà mình từ nay trang trí vậy đó mấy đứa. Cô Linh bị gì vậy? Trời ơi, bà nhìn đi không thấy à? Cái này là tour du lịch châu Âu, hiểu chưa? À, thì ra là vậy. Ý, vậy là mình sắp sửa được đi du lịch đó hả? Ê, tôi gọi đi anh hay con. Ôi mình. Ủa, em. Mình mới đi làm về hả? Ừ. Đi đây em. Hai đứa nhỏ đi lên lầu đi, mẹ có chuyện muốn nói với ba, đi lên lầu đi. Mình ngồi đi mình. Chúc mình mệt lắm phải không? Mình mệt lắm phải không mình? Mình mệt lắm phải không mình? Trời đất ơi, cái gì mà quá trời trong nhà vậy nè. Đúng rồi, đọc đi anh. Sau đó hỏi em tại sao là có nhiều brochure du lịch tới như vậy. Em tính đi du lịch hả? Em muốn đi đâu để anh đặt vé? Đọc đi anh. Đọc đi. Mấy cái đứa này thiệt tình. Đi đâu cũng tha rác về nhà hết trơn á. Cái nhà này đâu phải cái bãi rác đâu. Thiệt là hết nói à. Ủa anh đi đâu vậy? Anh đi qua quán của chú Phượng làm việc. Về nhà thấy rác rết tùm lum mà khó chịu quá, anh không làm việc được đâu. Em nữa, ở nhà mà để tùm lum vậy nè, không nhắc mấy đứa nhỏ. Anh đi à. Anh mới nghe tiếng động đây mà ngủ lẹ dữ trời. Trời đất, cái gì vậy trời? Xong đánh vô. Mát quá à. Biển đẹp quá à. Nắng vàng quá. Quỳnh đó, đừng nữa, đừng tạt nước cho mẹ Linh. Không gì nữa, em đang ngủ mà. Em làm anh sợ đó. Hôm nay em mệt lắm đúng không? Sao vậy? Em ngủ mớ tùm lum hết trơn á. Em có mớ hả? Ừ. Em mớ gì vậy? Em nói vậy nè. Trời ơi, biển đen quá. Ôi, nắng chói quá à. Rồi cái gì mà Winner ơi, mẹ không thích biển. Đó, em nói vậy đó. Xạo. Em nói là biển đẹp, nắng vàng. Winner đừng có tạt nước vô mặt nữa. Gió mát nữa. Em có nói mấy cái kia đâu. Em mớ mà em cũng nhớ hả? Nhớ chứ. Có những người người ta ngủ, người ta dậy, người ta nhớ giấc mơ của người ta làm sao. Buồn ngủ. Ngủ đi. Tôi nghi lắm rồi nha. Anh Nguyên ơi, anh Nguyên. Càng cua nè, ăn càng cua đi. Càng cua nè, ăn càng cua đi. Cái gì vậy trời? Mẻ răng hả? Ăn càng cua đi. Không lẽ? Ăn càng cua đi. Không lẽ ba mê đi du lịch tới mức mà bà ngủ mớ gì luôn hả trời? Ăn càng cua. Ủa, cả nhà đông đủ quá vậy? Chú về hả? Ừ. Cơm nước gì chưa? Dạo này anh công việc hơi nhiều, nhưng mà anh cũng đã sắp xếp được, cho nên cuối tuần sau cả nhà mình sẽ đi biển chơi. Wow. Thiệt hả? Đương nhiên rồi, anh biết là em thích cho nên anh chiều em đó. Cảm ơn anh. Trời ơi. Đi. Vậy là đợt này gia đình mình đi du lịch thì mấy bà bạn của mẹ không thể nào lên mặt với mẹ nữa rồi. À đúng rồi, mình đi du lịch biển thì nhất định phải thuê cano để lướt sóng mới được. Đúng rồi con, đúng rồi. Trời ơi, con có những dự định rất hay nha. Mình có thể là gọi là nhảy dù nữa, xong rồi lại còn đi lặn xuống biển. Trời ơi, ngắm san hô thích lắm á. Rồi còn nữa, đi du lịch biển là nhất định phải ăn hải sản, ăn bào ngư với cá cho ngập mặt luôn rồi. Cho tụi con ăn ngập mặt luôn. Cô cháu mình phải đi sắm bikini. Trời ơi, đèn biển đẹp quá rồi. Ôi trời ơi. Nè, mấy đứa im lặng coi, ba có điện thoại. Dạ em nghe sếp. Cái gì? Sếp nhận thêm dự án mới rồi bắt em đảm nhận hả? Dạ đâu có được đâu anh. Em bây giờ... Alo? Alo? Alo sếp ơi. Trời ơi. Thôi, việc của anh thì anh cứ làm đi. Anh là người ông sinh ra để làm việc mà. Vậy giấc mơ ăn hải sản tiêu tùng hả? Thì nhà mình không đi dịp này thì cũng có thể đi dịp khác mà. Quan trọng là công việc của chú vẫn là trên hết. Em, anh xin lỗi mà. Anh lúc nào cũng xin lỗi hết trơn á. Đối với anh lúc nào công việc cũng là trên hết đúng không? Con gì vậy? Ê, ba! Chú Nguyên! Mình ơi! Gọi cấp cứu đi con! Gọi cấp cứu đi! Mình ơi! Sao vậy nè! Mình ơi! Mấy ngày hôm nay chú toàn phải làm việc tới sáng. Mà hôm nào chú mệt quá, chú nhờ con canh giờ để gọi dậy. Chú dậy để chạy deadline mẹ. Sao con không nói gì với mẹ hết? Anh cũng không nói gì với em hết. Anh không có xạo nha, đừng có chuyện gì nha. Anh có chuyện gì rồi mẹ con em sống sao? Ba, mình ơi, mình thấy sao rồi mình? Ủa làm gì mọi người tụ tập đây đông quá vậy? Hả? Thôi. À, anh nằm đi. Đừng ngồi dậy, đang mệt lắm, nằm nghỉ đi. Nghỉ ngơi. Em xin lỗi nha. Tại em mà anh phải lao lực cỡ này. Nằm nghỉ ngơi đi. Mình dẹp đi, không có du lịch, du liếc gì hết á. Không có du lịch gì đâu. Đâu có được. Sao vậy? Anh đã đóng tiền tour hết mấy chục triệu rồi. Bây giờ không đi sao được. Em yên tâm đi. Anh vẫn có thể vừa làm việc vừa đi du lịch với cả nhà được. Nhưng mà được không? Sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất. Em yên tâm đi. Ở đâu có em và các con á thì đối với anh đó là thiên đường. Cho con chúng ta cùng bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha và cho sẽ mãi mãi trao che.